Good morning quý vị, Hải Công Minh đang có mặt sân bay Nội Bài, Hà Nội. Sau khi lấy hành lý xong ra ngoài xe. Đây kiểm tra hành lý. Chào em. Ba bố con khỏe không ạ? Khỏe. Cảm ơn. Ok. Rồi. Bây giờ thì mình ra xe nhé. Vâng. Ok. Rồi, gặp được tour guide rồi quý vị. Bé cầm. Chào anh. Mẹ ra kêu hai người. Ok. Đây, Hà Nội welcome quý vị. Đây bước ra ngoài bãi xe của phi trường rồi vậy. À, thời tiết Hà Nội bây giờ khoảng 30 độ C cái gì. Trời có mây. Không nóng lắm. So với Sài Gòn cũng được xem bình thường ha. Giống giống à. Đó, cái đài điều khiển không lưu cái gì. Wow, thấy cái xe đón đoàn đi chơi 5 ngày nè. Con đáp cái chuyến bay xuống sân bay Nội Bài thì vừa rồi thì trong cái tour của mình là có 11 thành viên thì vừa rồi em đã đón sớm 4 thành viên rồi. Vừa rồi em đã đón tốt 7 người, tổng cộng là mình có 11 thành viên thôi trên cái xe 29 chỗ này. Nên là nhà mình có thể có cái hàng ghế sau, ai có mệt quá mình xuống mình nằm cũng được nha. Dạ. Thì như hôm qua thì em cũng đã gọi điện cho từng thành viên, từng nhóm gia đình. Thì hôm nay em cũng phải giới thiệu lại, em là Minh Toàn sẽ là hướng dẫn viên đưa các anh chị đi trong suốt tuyến tour của mình là có 5 ngày nha. Có 5 ngày thì trong đó là có 4 thành viên thì sẽ đi là 3 ngày ở trên Sapa và Lào Cai thôi. Còn lại là 7 thành viên sẽ đi tiếp tục cái tuyến là Hạ Long và Hà Nội. Đó, tổng cộng của mình là có 5 ngày.
Đấy, thì hôm mình bây giờ thì mình sẽ lên Sapa luôn nha quý vị. À xin lỗi, mình sẽ lên Lào Cai, sau đó mình sẽ lên Sapa. Thì mình sẽ ăn trưa tại em đọc qua, em sẽ nói qua về cái lịch trình của mình. Thì bắt đầu mình sẽ di chuyển từ sân bay Nội Bài lên Sapa. Thì trên đường lên Sapa thì mình sẽ dừng nghỉ 1 trên 2 điểm, và điểm buổi ăn trưa ngày hôm nay ở trên Lào Cai. Đó, thì mình bây giờ là 9 giờ, em nghĩ chắc hôm nay mình ăn trưa cũng hơi muộn một chút xíu do cái máy bay nó delay, cái hãng hàng không Sorry Airline. Thì mình sẽ ăn trưa hơi muộn một chút xíu nha, chắc khoảng 1 giờ, 12 rưỡi trên 1 giờ. Thì quãng đường mình đi là lên tới Lào Cai là 264 cây số. Đó, 264 cây số. Thì mình sẽ dừng nghỉ từ 1 trên 2 điểm nha quý vị. Sáng nay thì em nghĩ chắc nhà mình cũng dậy khá là sớm, thì mình chắc chưa có ăn sáng được đúng không ạ? Thì lát nữa lên đường trên đường cao tốc thì mình sẽ dừng nghỉ ở một điểm chắc chỗ km số 57 anh nhá. Km số 57 thì mình sẽ nghỉ một điểm để cho quý vị nghỉ ngơi như là ăn sáng, sau đó mình sẽ tiếp tục di chuyển. Thì trên đường mình đi đường cao tốc, hoàn toàn đường cao tốc nha, mình cứ yên tâm. Nên là mình sẽ dừng nghỉ tùy 1 cho đến 2 điểm, tùy sức khỏe thành viên của mỗi gia đình. Thì em Toàn chưa có giới thiệu, đồng hành cùng với mình trong suốt tuyến 5 ngày lần này thì sẽ có anh Thái, anh Thái anh Thái sẽ là lái xe, cán bộ đường lối đưa đoàn mình đi đến nơi về đến chốn. Thì nhà mình có muốn anh Thái lên chào mà. Dạ thôi. Để đảm bảo an toàn cho quý vị thì thôi anh Thái lát nữa mình xuống mình chào sau nha. Đã. Thì mình sẽ đi lên trên Lào Cai ăn trưa, trưa nay sau đó mình sẽ di chuyển đến Sapa. Thì từ Lào Cai mình lên tới Sapa là độ khoảng 30 cây số. Mình đi đường đèo đồi núi. Thì mình lên tới Sapa thì mình sẽ tham quan cái điểm đầu tiên ở trên Sapa nha quý vị. Thì mình sẽ tham quan bản Cát Cát, là một trong những bản khá là đẹp ở của người Mông ở đó. Sau đó mình tham quan xong thì mình sẽ di chuyển khách sạn nghỉ ngơi, nhận phòng ăn tối. Tối nay thì mình sẽ tự do có một đêm ở trên Sapa nhé. Nhiệt độ ở Sapa hiện tại em có xem dự báo thời tiết rơi vào khoảng 20 độ, hơn 20 độ C. Thời tiết cũng không có lạnh mà không có nóng lắm. Mình lên Sapa là thời tiết mát mẻ rồi, yên tâm nhé. Thì mình sẽ nghỉ ngơi chơi ở trên đó một đêm. Và sau ngày ngày mai thì mình sẽ tham quan cái điểm còn lại, là mình ở trên Sapa mình sẽ tham quan 3 điểm nha quý vị. Thì mình sẽ đi bản Cát Cát này, bản Tả Văn, Lao Trải, cùng với đó là đỉnh núi Hàm Rồng. Thì trong cái tour của mình là không có Phan Xipang nha quý vị. Thì mình lưu ý là mình trong cái tour là có ngắm đỉnh núi Phan Xipang từ núi Hàm Rồng nha. Đâu nhà mình lại nhầm. Trong cái tour mình không có Phan Xipang nha quý vị, mình chỉ đi 3 điểm trên Sapa thôi. Thì ngày mai sau khi tham quan ở trên Sapa xong thì mình sẽ về Lào Cai ngủ một đêm ở đó. Mình sẽ đi tham quan cửa khẩu Hà Khẩu, cùng với đó check in một mốc 103, xin lỗi 102 ở trên Lào Cai nha quý vị. Sau đó thì mình sẽ đi chợ Cốc Lếu. Chợ Cốc Lếu, một trong cái chợ vùng biên rất là đẹp và cũng khá là nhiều những cái đồ mà mình có thể mua bán được ở trên đó. Sau đó thì mình sẽ ngày hôm sau, ngày thứ ba thì mình sẽ về Hà Nội. Thì mình sẽ chào tạm biệt 4 thành viên về Hà Nội, thì mình sẽ chào tạm biệt 4 thành viên. Và còn lại thì 7 thành viên còn lại thì mình sẽ đi nốt City Tour Hà Nội. Ngày thứ tư thì mình sẽ tham quan những cái điểm đầu tiên ở Hà Nội: Văn Miếu Quốc Tử Giám này, Chùa Trần Quốc này, Đền Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm, cùng với đó là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mình vào viếng Lăng Bác hoặc là nếu đó để em xem cái thời gian là em chưa xem vào thứ mấy. Để em xem, bởi vì Lăng Bác là đóng cửa 2 ngày, ngày thứ 2 và ngày thứ 6 hàng tuần. Đó, mình về tham quan, đấy là dành cho những người mà đi tour 5 ngày nha. Đó, thì sau khi tham quan ở Hà Nội xong thì mình sẽ xuống Hạ Long, mình ngủ một đêm Hạ Long. Đây dành cho những cái tour mà anh chị nào đi, cô chú anh chị mà đi 5 ngày. Sau đó mình đi Vịnh Hạ Long, một trong những di sản, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới, rất là đẹp. Đó, thì sau đó thì mình sẽ ngày thứ 5 thì mình sẽ đi tham quan Vịnh Hạ Long. Rồi tham quan Vịnh xong em sẽ đưa các anh chị về lên sân bay, sẽ tiến đoàn mình trên sân bay. Đó, em sẽ làm thủ tục. Đấy là cái chương trình tổng thể 5 ngày. Còn chi tiết từng ngày ăn mặc rồi đi lại trang phục như thế nào thì em sẽ thông báo sau nha. Thì vừa rồi mình cắt cái chuyến bay xuống Hà Nội thì sáng đến giờ là em đón 2 điểm, tổng là 4 điểm. Ở Hà Nội đón 2 điểm này, lên trên sân bay lại đón 2 sảnh, sảnh A với lại sảnh E, chạy đi chạy lại từ sáng đến giờ rồi. Để lại đón đoàn mình thì sân bay Nội Bài thì có 2 sảnh nha. Có sảnh quốc tế và sảnh nội địa. Vừa rồi là mình đã xuống sảnh nội địa đấy quý vị. Trước đây ở sân bay Nội Bài là một trong những cái sân bay quân sự,
phục vụ quân sự, mình được chiến đấu ở khu vực miền Bắc. Thì đến năm 80 ấy, thì mới bắt đầu là cục hàng không dân dụng Việt Nam cũng bắt đầu đón những cái chuyến bay đầu tiên đáp xuống Nội Bài. Thì Nội Bài thuộc huyện Đông Anh của thủ đô Hà Nội nha. Vẫn đây, hiện tại mình đang đi đây vẫn là thuộc thủ đô Hà Nội. Thì mình đi trên cung đường này ấy, thì mình sẽ bắt đầu qua ba tỉnh thành và hai điểm đầu là hai thành phố được đó là tổng cộng 5. Bắt đầu mình sẽ đi từ Hà Nội, sau đó mình sẽ đi qua Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và cuối cùng điểm Lào Cai, Sapa. Đấy, đấy là cái cung đường của mình đi. Mình là bắt đầu đang ở phía Trung Du đồng bằng sông Hồng, bắt đầu lên phía một phần Đông Bắc và sau đó mình sẽ đi thẳng lên Tây Bắc. Đấy, quý vị. Thì trên đường đi thì hoàn toàn là mình đi trên đường cao tốc nha. Mình đi trên đường cao tốc 264 cây số. Con đường này là được xây dựng trong vòng 6 năm. Xây dựng trong 6 năm từ năm 2008 đến năm 2014. Tháng 9 năm 2014 thì bắt đầu là đi vào hoạt động thủ tướng Tân Dũng các bằng khánh thành. Thì con đường này nó giải quyết rất là nhiều vấn đề, không chỉ du lịch, giao thương buôn bán, đi lại dành cho người dân. Và con đường này đạt rất là nhiều cái kỷ lục khác nhau. Đó là con đường cao tốc mà con đường mà có cái tốc độ chạy vận tốc cao liên tục dài nhất ở Việt Nam hiện nay. Đó, nó dài lên tới 264 cây số nối thẳng sang cửa khẩu Kim Thành ở bên Vân Nam Trung Quốc. Đó. Thì con đường này thì dành cho ba nhà thầu với tổng số vốn là 1,46 tỷ đô. Thì mỗi 1 km đường người ta tính là 6 triệu đô 1 km đường nha quý vị. 6 triệu đô. Nhưng mà đấy là một trong những cái con đường ở Việt Nam, cao tốc Việt Nam là hiệu quả nhất trong tất cả các con đường ở Việt cao tốc Việt Nam hiện nay. Đấy, thì Việt Nam mình thì mới đi nói thế, nhưng mà có ba cái nhà thầu chính ở một là Việt Nam có tổng công ty Vinaconex, hai là tổng xây dựng ở bên phía Vân Nam Trung Quốc có một cái thầu, và còn lại là ở bên Hàn Quốc có ba đơn vị thầu chính. Thì tổng số 6 gói thầu thì Hàn Quốc chiếm tới 4 trên tổng số 6. Thì Việt Nam một cái, Trung Quốc bởi vì tình hữu nghị thân giao sát với biên giới Trung Quốc có một cái, Việt Nam chủ nhà chắc chắn là phải có một cái rồi. Thì Việt Nam là dành cho Việt Nam ưu tiên trước, dành xây dựng trước là những cái đoạn đường dễ nhất. Hiện tại mình đang đi đây là khu vực vẫn đang ở trong thuộc Đông Anh, lát nữa mình đi qua Vĩnh Phúc. Thì đoạn đường này nó hơi sóc một chút xíu nha quý vị. Việt Nam mình được cái xây xong là có cái tương lai gọi là